Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với chương trình Vui cùng Bố Biển. Chương trình Vui cùng Bố Biển được phát sóng vào lúc 19:30 tối thứ sáu hàng tuần trên HTV7 và được phát lại trên kênh YouTube Điền Quân Family. Kính thưa quý vị và các bạn, chương trình Vui cùng Bố Biển là một chương trình giải trí vừa vui nhộn vừa hài hước, với hy vọng mang đến cho quý vị khán giả những giây phút thư giãn, đồng thời cũng cung cấp những kiến thức hoặc là kinh nghiệm cho những cặp đôi đã, đang và sắp làm bố, làm mẹ. Bên cạnh đó thì chúng tôi còn có mời thêm những vị khách mời rất là đặc biệt, hoặc là những chuyên gia hàng đầu trong các lĩnh vực chăm sóc cho bé nè, nhi khoa, sản khoa và kể cả bác sĩ dinh dưỡng. Và kính thưa quý vị các bạn, hôm nay thì chương trình Vui cùng Bố Biển tuần này rất hân hạnh nhận được sự đồng hành của men vi sinh Bifina Baby, thương hiệu men vi sinh bán chạy số 1 Nhật Bản 25 năm liền. Kính thưa quý vị và các bạn, Vui cùng Bố Biển mỗi một tập chúng tôi có mời hai đội chơi, có thể là những người mới bắt đầu làm bố làm mẹ, nhưng cũng có những cặp đôi bố mẹ ở những cái thế hệ trước đó. Không để cho quý vị và các bạn đợi chờ lâu nữa, cặp đôi khách mời đặc biệt của ngày hôm nay xin giới thiệu cặp đôi Quốc Nghiệp và Ngọc Mai, và cặp đôi thứ hai Quang Tuấn và Linh Phi. Đầu tiên thì xin gửi lời chào đến bạn Quang Tuấn và Linh Phi. Mình là một khán giả phải nói là rất hâm mộ gia đình là số 1, đặc biệt là rất là thích diễn viên Quang Tuấn với nét diễn rất là tự nhiên. Thì Quang Tuấn có thể giới thiệu chút xíu về gia đình nhỏ của mình và hai bạn có được mấy cháu rồi? Nhân dịp chương trình Vui cùng Bố Biển thì Quang Tuấn xin được chia sẻ với anh Bửu Điền cũng như là quý vị khán giả. Đây là Linh Phi, là người vợ của Tuấn, là người đứng sau của Tuấn cho những dự án mà Tuấn được quý vị khán giả yêu thương đón nhận. Và hiện tại đang có một cháu 3 tuổi ở nhà tên là Gạo. Là anh Điền biết là anh Tuấn rất là ít khi xuất hiện trên game show. Nhưng mà kể từ khi có con thì em muốn rằng là cả hai vợ chồng gặp gỡ những ông bố bà mẹ khác để mình có thể lắng nghe, được học hỏi thêm kinh nghiệm, và đặc biệt là học hỏi từ các cái chuyên gia đến từ chương trình nữa. Không biết là Quốc Nghiệp, Ngọc Mai, các bạn có nhiều thời gian dành cho con cái hay không, và hiện tại các bạn được mấy bé? Quốc Nghiệp và Ngọc Mai xin chào chương trình Vui cùng Bố Biển, xin chào anh Coleman, xin chào anh Tuấn, chị Phi. Và thật sự hôm nay Nghiệp với lại Mai rất là vui, nhưng mà em cũng lần đầu tiên gặp anh Tuấn ngoài đời luôn, cho nên là em rất là vui và em rất là hứng khởi, và tụi em cũng rất là thích chơi những cái chương trình mà về em bé trẻ em á. Thì ra em được hai bé. Bé lớn của em là sinh năm 2016, rồi bé nhỏ là sinh năm 2018. Trước đây thì anh Nghiệp đi diễn nhiều thì mọi người cũng biết là Mai chỉ ở nhà chăm con thôi. Còn bây giờ ngược lại, Mai đi diễn còn Nghiệp thì ở nhà chăm con. Và kính thưa quý vị và các bạn, đồng hành với Vui cùng Bố Biển thì còn có sự tham gia của tiến sĩ bác sĩ chuyên khoa 2, trưởng khoa dinh dưỡng Bệnh viện Nhi Đồng 2, Nguyễn Thị Thu Hậu. Xin chào anh Coleman, chào Quốc Nghiệp, chào Ngọc Mai, chào Linh Phi và Quang Tuấn. Chào các bạn. Trước khi chương trình chúng ta bắt đầu vào các cái vòng thi chính thức thì bác Hậu chia sẻ thêm về công việc của bác một chút xíu. Nghe mọi người chia sẻ xong thì hình như mình cũng hơi run rồi, tại mình già quá ở đây. Tôi thì là tiến sĩ bác sĩ chuyên khoa 2 Nguyễn Thị Thu Hậu. Hiện nay thì đang là trưởng khoa dinh dưỡng của Bệnh viện Nhi Đồng 2, làm về lĩnh vực dinh dưỡng là 25 năm. Ngày nào cũng gặp các ông bố bà mẹ có những cái vấn đề về dinh dưỡng đến để cần cái tham vấn. Kính thưa quý vị và các bạn, chủ đề của chương trình Vô cùng Bố Biển ngày hôm nay là dinh dưỡng cho con yêu. Và chắc chắn rằng với chủ đề này thì chúng ta sẽ tập trung chủ yếu về những cái vấn đề dinh dưỡng cho con trẻ nè. Từ 6 tháng cho tới 3 tuổi, đây là giai đoạn mà trẻ đang phải tập dần từ cái sữa mẹ để qua tiếp thu những cái chất dinh dưỡng mới, để bé có thể phát triển cả trí tuệ và cả thể chất nữa. Ở hai gia đình mình thì các bạn nghĩ thế nào về cái chủ đề này? Em thì thấy rất là hay, bởi vì là hồi đó giờ em cũng toàn xem những chương trình về mẹ bỉm sữa thôi. Ít khi nào mình nghe nói về chương trình về bố bỉm lắm. Và hôm nay em rất là tự hào khi mà em chơi chương trình em là bố bỉm. Mặc dù là con em bây giờ là một bạn là 4 tuổi, một bạn là 6 tuổi rồi, nhưng mà vẫn được gọi là bố bỉm là em vui rồi. Thế còn Quang Tuấn? Từ trước tới giờ Tuấn toàn đi quay không à? Dinh dưỡng hay là cho con ăn đều là ở nhà do bà xã lo. Thì Tuấn cũng quan sát thì thấy là bà xã hay cho gạo ăn toàn là những cái món rau, rồi củ, quả, hạn chế ăn đường, bánh kẹo. Không biết là cái đó có đúng hay không? Thông qua chương trình này thì Tuấn cũng muốn học hỏi thêm để coi thử là vợ mình có áp dụng đúng hoàn toàn hay không. Chương trình Vui cùng Bố Biển có 3 vòng. Cái vòng đầu tiên mang tên là Bố mẹ thông thái, vòng thứ hai là bố mẹ hợp sức, vòng cuối cùng là một tổng đài bố bỉm. Trước khi chúng ta bước vào các vòng thi chính thức, hai đội chúng ta tự nghĩ trong cái tên gì dễ thương để mình đặt cho đội của mình. Cái tên của gia đình em là Gạo Hề Hước.
Gạo Hề Hước. Đó là cái tên mà gắn liền với bé Gạo từ khi mà con tụi em ra đời tới giờ luôn à. Thì còn đội nhà em thì từ xưa tới giờ nhà em có tên sẵn là tên dính một cục á, đi đâu cũng dính với nhau á. Đội dính một cục. Dạ. Rồi và bây giờ thì hai đội đã chuẩn bị sẵn sàng chưa? Dạ rồi, sẵn sàng. Rồi bây giờ chúng ta cùng bước vào vòng 1 mang tên Bố Mẹ Thông Thái. Chào mừng quý vị và các bạn cùng với hai đội chơi chúng ta bước vào vòng đầu tiên của Vui Cùng Bố Bỉm mang tên Bố Mẹ Thông Thái. Ở vòng 1 này thì luật chơi cũng rất là đơn giản, chúng ta sẽ có tổng cộng là 10 câu hỏi, có thể là trắc nghiệm, có thể là đuổi hình bắt chữ hoặc là đáp án mở, vân vân. Và mỗi câu hỏi nếu như đội các bạn trả lời đúng thì chúng ta sẽ được 5 điểm. Và nếu chúng ta không trả lời được câu nào thì xem như là chúng ta không có điểm nào. Các bạn sẵn sàng chưa? Sẵn sàng. Mà đó giờ có đội nào không ghi được điểm nào không anh? Đội mình hề hước luôn đó. Trong lịch sử thì chưa. Dạ. Mình cũng mong là hôm nay các bạn lập nên lịch sử. Mà đúng gạo hề hước luôn đó. Câu số 1 có nội dung như sau. Một bữa ăn dặm đầy đủ chất dinh dưỡng theo nguyên tắc tô màu bát bột là một bữa ăn có đủ A. Chất bột đường, chất béo, chất đạm, vitamin và khoáng chất. B. Chất béo, chất đạm, vitamin và khoáng chất, chất xơ. C. Chất đạm, chất bột đường, vitamin và khoáng chất, chất xơ. D. Protein, chất bột đường, chất đạm, vitamin và khoáng chất. 10 giây đếm ngược bắt đầu. Bà tin mẹ đó nha. Dạ, hết giờ. Chết rồi. Mời các bạn cho xem đáp án. Cả hai đội đưa cùng một đáp án C. Đáp án đúng là đáp án. Đáp án đúng là đáp án A. Chất bột đường, chất béo, chất đạm, vitamin và khoáng chất. Tô màu bát bột là làm cho bát bột của trẻ có đủ màu sắc của các loại thực phẩm cần thiết cho cơ thể, trong đó bao gồm 4 nhóm chất là chất bột đường, chất béo, chất đạm, vitamin và khoáng chất. Rồi bây giờ chúng ta bước sang câu thứ hai. Tìm và nối đáp án phù hợp nhất với từng giai đoạn ăn dặm của trẻ. 1. Giai đoạn 6 đến dưới 7 tháng. 2. Giai đoạn 7 đến 18 tháng. 3. Giai đoạn trên 18 đến 24 tháng. 4. Giai đoạn trên 24 tháng. A. Có thể ăn thức ăn cùng gia đình bình thường. B. Có thể ăn cơm nát, thức ăn chỉ cần xé hoặc thái nhỏ. C. Cháo đặc hơn, không cần rây, chỉ cần ninh nhừ. D. Chỉ ăn cháo từ rau củ và sữa, dạng lỏng, tán nhuyễn hoặc rây mịn. 10 giây đếm ngược bắt đầu. Hết giờ, mời các bạn cho xem đáp án. Gạo hề hước, 1D, 2C, 3B, 4A, chính xác. Xin chúc mừng đội Quang Tuấn đã ghi điểm đầu tiên. Hay quá mẹ ơi. Rồi, đáp án của đội dính một cục, 1D, 2C, 3B, 4A, chính xác. Xin chúc mừng cả hai đội đã đưa ra đáp án chính xác. Việc xay nhuyễn đồ ăn chỉ nên áp dụng cho trẻ trong tháng đầu tiên ăn dặm là 6 đến 7 tháng. Còn tháng thứ 7 trở về sau thì ba mẹ có thể dùng phương pháp ninh nhừ hoặc ăn các thức ăn được thái nhỏ. Đến khi trẻ qua 2 tuổi và đủ 20 cái răng sữa rồi thì trẻ đã có thể ăn các thức ăn cùng gia đình bình thường nhưng vẫn mềm hơn người lớn vì người lớn có đến 28-32 cái răng. Và xin chúc mừng hai đội lần nữa. Và cả hai đội đã giành được 5 điểm đầu tiên ở câu thứ hai này. Rồi và bây giờ chúng ta bước sang câu thứ ba. Không sử dụng dầu ăn để chế biến các món ăn trong thực đơn ăn dặm của bé là đúng hay sai? 10 giây đếm ngược bắt đầu. Không sử dụng dầu ăn để chế biến các món ăn trong thực đơn ăn dặm của bé. Mày nghĩ là sai. À, hai đáp án đều sai, nhất là sai. Và bây giờ chúng ta cùng lắng nghe ý kiến của bác Hậu ạ. Thực ra là với trẻ con, chất béo rất là quan trọng. Vì mình biết là cái lúc mà cái não của em bé mà 6 tuổi là cái não nó kích thước nó bằng não người lớn. Và lúc 2 tuổi nó bằng 80% não người lớn. Và trong đó thì mình thấy cấu trúc của cái não là chất béo là chủ yếu. Đó, cho nên 2 năm đầu tiên nếu mà mình không cung cấp chất béo thì về cái mặt mà cấu trúc của não có thể bị ảnh hưởng. Đó, cho nên bắt buộc là chúng ta phải cho chất béo. Cái thứ hai là mình thấy là người lớn của mình
nếu mà mình tính về cái năng lượng trên cái kilo cân nặng á, mình chỉ 30, 35, 40 kilocalo một ký mỗi ngày thôi. Nhưng mà trẻ con mà năm đầu tiên á, là mình phải 100 kilocalo một ký mỗi ngày. Như vậy mình thấy là em bé nó phải cung cấp cái năng lượng gấp 3 lần người lớn. Vậy thì cái dạ dày thì nhỏ mà đòi hỏi năng lượng thì cung cấp thì nhiều. Một cái gam chất béo mình cung cấp được 9 kilocalo, trong khi một gam protein hay là cái carbohydrate mình chỉ cung cấp được 4 kilocalo thôi. Cho nên cái việc mà cung cấp chất béo đối với trẻ con là thiết yếu. À, ngoài ra đó thì mình nhớ là cái chất béo á, nó là cái dung môi để nó hòa tan A, D, E, K là những cái vitamin rất cần cho cái sự phát triển của em bé. Cho nên nếu mà chúng ta không sử dụng chất béo ở trong thức ăn thì chắc chắn chúng ta sẽ đem lại những cái khiếm khuyết về cái tăng trưởng của em bé, về cả mặt thể chất lẫn trí tuệ cũng như là các vitamin lại ảnh hưởng đến miễn dịch nữa. Chúc mừng cả hai đội, ta ghi thêm 5 điểm nữa. Rất là ngang tài ngang sức. Và chúng ta bước sang câu thứ 4. Có nên xay đồ ăn nhuyễn cho trẻ trong suốt giai đoạn ăn dặm không? 10 giây đếm ngược, bắt đầu. Hết giờ, dạ xin mời. Gạo hề hước rất là cẩn trọng luôn. Dạ mặc dù là các bạn đã ghi xong hết rồi nhưng mà các bạn vẫn chưa kết thúc, các bạn đợi hết giờ các bạn mới chấm một cái, chấm một cái. Ngược lại thì đội dính một cục rất là nhanh, vừa mới đặt câu hỏi là chưa hết giờ là các bạn đã xong rồi. Cả hai đều chọn đáp án là không nên xay đồ ăn nhuyễn cho trẻ trong suốt giai đoạn ăn dặm. Đáp án là chính xác. Nhưng mà chúng ta cũng cần nghe thêm thông tin bổ ích từ bác sĩ Hậu đúng không ạ? Rất là nhiều những cái em bé mà khoảng độ 4-5 tuổi mà nó không biết nhai. Tức là mỗi lần muốn ăn cơm á, thì là ba mẹ sẽ chan canh vô xong nuốt cái ực cái y như là uống thuốc vậy đó. À, thì cái đó có thể nó sẽ bắt nguồn từ cái việc ban đầu mà chúng ta cứ xay đồ ăn hoài. Em bé thực ra nó chỉ cần ăn cái đồ ăn mà thật là mịn trong cái lúc mà nó mới tập ăn thôi. Tại sao mà chúng ta phải tập cái việc nhai cho em bé không có xay hoài? Cái chuyện đầu tiên là có cái phản xạ nhai, sau này em bé đi học nó mới có thể thích nghi được thức ăn ở trường. Yeah. Em bé nó không biếng ăn, nó không gây ra những cái stress về tâm lý khi mà em bé biếng ăn, bị ép này kia. Cái chuyện thứ hai về mặt chức năng thì khi mà nhai đó thì cái răng của em bé nó mới mọc. Bởi không có nhu cầu thì mọc răng làm gì. Cái nữa là cái cơ hàm nó mới phát triển. Như vậy là cái khuôn mặt của em bé nó mới cân đối. Nên như vậy là cả về mặt thẩm mỹ nữa lẫn chức năng là chúng ta cần tập cho em bé nó nhai. Chỉ có một cái lưu ý ở đây là nhai nhưng mà chúng ta đừng cho em bé ăn cái dạng hạt ở những cái em bé nhỏ vì có cái nguy cơ là sẽ bị hóc vào cái đường hô hấp. Dạ. Dạ cảm ơn bác sĩ rất nhiều. Và một lần nữa xin chúc mừng cả hai đội chúng ta tiếp tục ghi điểm. Bây giờ chúng ta bước sang câu thứ 5. Các loại thực phẩm nào dưới đây tốt cho trẻ mọc răng, giúp hạn chế tình trạng biếng ăn khi trẻ mọc răng? 1. Sữa mẹ. 2. Tôm cua. 3. Phô mai. 4. Bông cải. 5. Nước ngọt. 6. Sữa chua không đường. 7. Cải chua. Đáp án A. 1, 2, 3, 4, 7. Đáp án B. 1, 2, 3, 4, 6. Đáp án C 13567. Đáp án D 13467. Bắt đầu. Không biết là hai đội này chúng ta có copy lẫn nhau không? Dạ không ạ. Dạ. Ủa sao cũng chọn B giống vậy? Dạ cả hai đội đều chọn đáp án B. Một là sữa mẹ, 2 là tôm cua, 3 là phô mai, 4 là bông cải và 6 là sữa chua không đường. Và đây cũng là đáp án chính xác ở câu hỏi này. Thực ra câu này khá là khó, hai gia đình dạ, mình hơi thật. Bị siêu á. Đầu tiên mình thấy răng là cấu tạo giống như là xương vậy đó, tức là nó là khung xương. Như vậy nó đòi hỏi phải có canxi. Thế thì những cái thực phẩm nào mà giàu canxi, mà canxi dễ hấp thu thì sẽ cần cho em bé. Thì giàu canxi đầu tiên mình thấy là sữa và chế phẩm sữa. Ăn sữa và chế phẩm sữa thì sữa mẹ là ok nhất rồi nè. Để chế phẩm sữa thì mình thấy là phô mai hoặc là sữa chua không đường. Thì cái giai đoạn đầu tiên mình thấy là những cái sữa và chế phẩm sữa rất là cần cho cái mọc răng. Nha, vì nó sẽ cung cấp canxi. Cái nữa là mình thấy bông cải và các cái loại rau màu xanh hoặc là các loại đậu nó cũng sẽ cung cấp canxi cho em bé rất là tốt. Món tôm cua rất là tốt cung cấp canxi cho em bé nhưng mà phụ huynh hay bị nhầm. Bởi vì tôm cua canxi mà nhiều á là nằm ở trong những cái con cua giống như cua đồng này, hay là con rạm, con còng á, là chúng ta với nấu cho trẻ con thì chúng ta sẽ phải chế biến giống như kiểu nấu bún riêu, nấu canh này kia đó để cho lấy được cái lượng canxi cao. Tôm thiệt là bự
cua thiệt là bự, gỡ cái thịt ăn không thì coi chừng canxi không có mấy ha. Cho nên tôm cua ở đây cũng phải chú thích là đúng loại tôm cua, có thể là mua cái cua lột chẳng hạn. Rồi còn hai cái món mà tại sao không tốt cho răng thì nước ngọt á, nó nằm ở trong những cái thực phẩm mà giàu đường thì nó sẽ làm ăn mòn men răng, cho nên em bé đã mọc răng rồi thì cái răng đó rất là dễ bị sâu. Đồng thời á, thì ở trong cái nước ngọt á thì chúng ta thấy là có một cái nữa là cái acid phosphoric mà nó để làm cho sủi cái nước bọt lên, nó sẽ cạnh tranh với cái hấp thu canxi cho nên nó sẽ gây ra loãng xương. Và không những là cái răng của em bé nó yếu mà cái xương của em bé cũng yếu, cho nên uống nước ngọt nhiều quá coi chừng là bị thấp nha, thiếu chiều cao. Cải chua thì mình thấy là axit nhiều quá nó cũng sẽ không có lợi cho cái men răng còn yếu của em bé. Thường là em bé mà ăn quá lạnh hoặc quá chua thì nó cũng sẽ hại cái men răng, cho nên mình bỏ cái nước ngọt với lại cái cải chua ra. Dạ, có một cái chi tiết mình thấy rất là tâm đắc, đó là chi phí mà uống nước ngọt thì nó ảnh hưởng đến chiều cao. Chúng ta bước sang câu thứ 6. Nguyên nhân nào dẫn đến trẻ em hay bị rối loạn tiêu hóa? A. Hệ tiêu hóa còn non nớt. B. Hệ vi sinh đường ruột chưa hoàn thiện. C. Ăn các đồ ăn lạ hoặc chế độ dinh dưỡng không phù hợp. D. Tất cả các phương án trên. 10 giây bắt đầu. Dạ, các bạn rất là nhanh luôn. Vinh đội dính một cục chọn đáp án D. Đáp án của đội gạo hề hước là D chấm. Dạ, cả hai đều là đáp án chính xác. Xin chúc mừng hai bạn. Do trẻ nhỏ thì có cái cấu trúc hệ tiêu hóa khá non nớt cho nên sức đề kháng yếu. Hệ thống tiêu hóa chưa hoàn thiện về cả cấu trúc cũng như hoạt động và lượng enzyme trong hệ tiêu hóa của trẻ. Vì thế không thể chống lại các tác nhân bên ngoài và vi khuẩn gây hại bên trong, nên bé thường hay gặp phải rất nhiều các vấn đề rối loạn tiêu hóa. Như vậy thì ở câu thứ 6 này hai đội lại tiếp tục ghi điểm. Và bây giờ chúng ta bước sang câu thứ 7. Câu này là đuổi hình bắt chữ. Đây là gì? Dạ, hết giờ. Và đáp án của đội dính một cục rất độc đáo luôn. Môi hở răng lạnh. Như vậy ở câu thứ 7 đuổi hình bắt chữ này thì xin chúc mừng đội gạo hề hước đã giành chiến thắng với đáp án lợi khuẩn là đáp án chính xác. Quá hay. Việc bổ sung lợi khuẩn trong những năm đầu đời của trẻ là điều vô cùng quan trọng. Nó vừa hỗ trợ các hoạt động tiêu hóa nhưng mà vừa góp phần tăng cường hệ miễn dịch cho trẻ. Bây giờ thì ngoài những cái cách như trên thì ba mẹ chúng ta có thể linh hoạt bổ sung lợi khuẩn cho con bằng cách là sử dụng những loại men vi sinh dạng uống vừa nhanh mà vừa tiện cho các ba mẹ có ít thời gian. Và đây là cái sản phẩm mà mình đang sử dụng, men vi sinh Bifina BB của Nhật. Mình thấy cái men này rất là hay và nó có cái đúng cái chủng lợi khuẩn đặc hiệu cho đường ruột của trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ. Cũng chia sẻ thật với quý vị khán giả là bé Tiger nhà mình thì từ bé nó cũng hay bị nó hơi bị táo một xíu, nó không có đi đều như các bạn khác. Thì từ lúc mà sử dụng cái này thì thấy bé nó đỡ hẳn. Sau khi mà sử dụng cái men vi sinh Bifina được một thời gian thì Coleman thấy là hệ tiêu hóa của bé được cải thiện khá tốt nè. Bé ăn uống ngoan hơn, dễ chịu hơn, đỡ bực bỏ, đỡ cáu gắt hơn. Như vậy là sau 7 câu hỏi, đội gạo hề hước đã vượt lên dẫn trước với số điểm là 30 điểm và đội dính một cục 25 điểm vẫn rất là sát sao. Và bây giờ thì chúng ta bước sang câu số 8. Sắp xếp các chữ sau thành một từ có nghĩa. Bắt đầu. Có 10 chữ. Phải chấp một cái nữa. Chấm mới được. Cái bút sai gà chết. Dạ, sức đề kháng là đáp án của dính một cục và tương tự bên kia là sức đề kháng chấm. Đó là sai, có chữ chấm đó là sai. Đúng, đúng rồi, đáp án ở trên bảng không có chữ chấm. Chính vì vậy cả hai đội lại tiếp tục ghi điểm ở câu số 8 này một cách xuất sắc. Kính thưa quý vị các bạn, trẻ em có sức đề kháng yếu thường là do hệ miễn dịch chưa phát triển toàn diện, sức đề kháng còn kém hơn so với người trưởng thành. Và đây cũng là lý do trẻ thường xuyên gặp các bệnh về đường tiêu hóa, đường hô hấp, ốm vặt. Chúng ta bước sang câu số 9, chỉ còn 2 câu nữa thôi. Dựa vào hình ảnh và kinh nghiệm của bản thân, hãy liệt kê những món ăn bạn có thể nấu cho bé 6 tháng tuổi ăn dặm. Bắt đầu. Dạ, hết giờ. Xin mời đáp án của hai đội.
Đáp án của đội gạo hề hước là rau củ nghiền, cá hấp, sinh tố trái cây, nước ép và được bốn cái gạch đầu dòng dính một cục. Đáp án như sau: bí ngô, táo, đu đủ, cá, bơ, cam, nước ép. Dạ, xin mời bác sĩ Hậu đưa ra nhận xét ạ. Trong cái câu này á, chúng ta sẽ nói một chút về cái việc mà cho em bé nó ăn dặm khởi đầu như thế nào. Thì thông thường á, là em bé mà dưới 6 tháng là em bé cái chế độ ăn toàn là sữa thôi. Và cái ưu tiên vẫn là sữa mẹ. Ha, thì nếu kẹt lắm thì có thể là sữa công thức phù hợp với lứa tuổi. Và khi mà tròn 6 tháng thì bắt đầu mình cho em bé ăn dặm. Thì cái thức ăn đầu tiên mà mình thêm vào nó sẽ là tinh bột. Thường á, là chúng ta sẽ nấu cháo trắng. Thì chúng ta sẽ sử dụng gạo ha, hoặc là chúng ta sẽ sử dụng các cái loại khoai, hình như trong đây là có khoai đúng không ạ? Khoai hoặc là bí đỏ này kia cũng được, là những cái mà nó giàu carbohydrate đó. Thì chúng ta sẽ nấu chín rồi chúng ta nghiền ra. Ở đây ai trả lời rau củ quả thì thôi cũng được. Nước ép cũng được, nhưng mà nước ép thì chúng ta phải chọn những cái nào mà nó không đường. Không đường không đường thì chúng ta cũng có thể bổ sung thêm để có một chút vitamin cho em bé. Rồi đến cuối cái tháng thứ 6 thì chúng ta bắt đầu cho em bé ăn với thức ăn mặn đó. Thì lúc đó chúng ta có thể nấu bột hoặc là nấu cháo với lại thịt với lại cá. Xong chúng ta nghiền nhuyễn ra và cho em bé ăn. Cũng sẽ có bà mẹ là ăn theo kiểu truyền thống của Việt Nam. Tức là chúng ta sẽ nấu đủ 4 nhóm thức ăn vào trong cái chén bột, chén cháo. Cũng có bà mẹ sẽ ăn theo kiểu Nhật là để riêng từng cái. Nhưng mà cái nào cũng phải đủ chất hết. Theo bác thì hai đáp án của hai đội, đáp án nào là có nhiều cái đáp án đúng nhất ạ? Cái này là giống em liệt kê vậy đó, cái này là chế biến, tóm lại là hai bên, cái này đưa nguyên liệu cho bên nhà này nấu dùng đây. Bên này chọn nguyên liệu đi chợ, bên đây nấu. Thôi được rồi, cả hai cùng được điểm. Bên đi chợ, bên nấu ăn. Quyết định của bên đi chợ, bên nấu ăn. Là cả hai cùng được 5 điểm ở câu thứ 9 này. Câu thứ 10 có nội dung như sau: liệt kê các cách để trẻ ăn ngon miệng hơn, đội có nhiều phương án đúng hơn thì sẽ được điểm. Bắt đầu. Rồi, đây là đáp án của đội dính một cục: nhiều màu, đa dạng, dễ nuốt, ngon, thơm, là có 5 gợi ý. Đội gạo hề hước: thay đổi thực đơn ăn, phong phú nhóm nguyên liệu, giúp trẻ thấy hứng thú trong bữa ăn cùng gia đình. Trẻ nhỏ ra thì có khi là nó cũng được 6 đó. Nhưng mình viết dài quá nên mình được có 3 gợi ý thôi. Dạ, xin mời bác sĩ. Chúng ta phải cho những cái thức ăn nó gọi là bổ đúng với lại em bé, cho nên là đa dạng là đúng rồi. Tô màu của cái bữa ăn cho em bé cũng là rất là ổn. Rồi những cái thức ăn đó phải chế biến làm sao để cho nó phù hợp, nó đầy đủ các cái dưỡng chất và phù hợp với lứa tuổi. Tức là cũng dễ nuốt thì cũng đúng. Khi mà có răng rồi thì phải lợn cợn để cho em bé nó nhai. Còn khi chưa có răng thì chúng ta mới làm nhuyễn. Một cái cũng rất là quan trọng, phải làm sao cho em bé nó biết đói cái đã. Bởi vì nếu mà cứ ăn suốt ngày thì đến bữa là chúng ta có nấu ngon đến đâu cũng không ăn. Cái chuyện mà nấu ngon nè, nấu thơm nè, nấu hấp dẫn nè, ngồi ăn chung với ba mẹ nè, cái không khí gia đình thì cũng rất là cần. Nhưng mà phải để cho em bé nó biết đói. Với lại làm sao cho em bé đừng có áp lực về cái bữa ăn quá. Mình bỏ bao nhiêu là công sức ra để mình nấu một cái bữa ăn thịt là ngon vô mà nó không ăn, mình cũng muốn quýnh cho một trận. Sau khi mà mình đánh hoặc là mình cầu nhau này thì những lần sau đối với con nó đến bữa ăn nó sẽ là một cái cảm giác không vui. Thì ở nhà mình thì có bé Tiger thì bé ăn khá là tốt. Khẩu phần ăn của bé đó, ăn một chén đầy á. Nhiều lúc thì mình thấy bé ăn tốt thì cái cô bảo mẫu cũng vậy, tự động là mỗi một ngày tới buổi ăn đó là phải ăn hết. Nhưng mà cũng có hôm thì bé ăn không hết, cô bảo mẫu đút cho bé, bé không ăn. Có một hôm mình ở nhà cái mình ngồi đút vừa giỡn thì mình đút rất là nhanh luôn. Nhưng mà tới một cái còn dư một đoạn khoảng chừng 10% nữa thì đút vô thấy bé nhợn là thôi không đút nữa. Cô bảo mẫu vẫn nói tiếp là con cho nó ăn đi, không sao đâu, nó ăn trội cái chén này nó ăn bình thường, rất là bình thường luôn. Cũng tùy bữa chứ, có nhiều bữa mình cũng dừng lại cho bé chơi chút xíu rồi mình tiếp tục mớm tiếp một muỗng, nếu mà thấy bé tiếp tục nhợn tiếp thì thôi mình dừng luôn. Rồi như vậy thì ở câu hỏi cuối cùng của vòng 1 này có vẻ như là hai đội như nhau, ngang tài ngang sức. Dạ mời bác sĩ. Thực ra thì theo luật là cứ cái nào mà trả lời được nhiều thì được điểm. Thì có nghĩa là mình cứ đúng vậy mình làm. Mặc dù bên đây nói thì cũng rất là tốt, nhưng mà con cái mình không gạch được nhiều cái gạch đầu hàng. Đúng không? Như vậy thì có nghĩa là chiến thắng ở câu thứ 10 này thuộc về đội dính một cục. Quý vị các bạn thân mến, như vậy thì tổng số điểm sau vòng đầu tiên rất là gây cấn. Đội dính một cục tổng số điểm là 40, đội gạo hay hước 40. Hai nhà này mà kết hợp thì chắc nuôi em bé tốt lắm nè. Và như vậy thì ở vòng đầu tiên của
Vui cùng bố biển ngày hôm nay, hai cặp đôi chúng ta rất là ngang tài ngang sức, và phải nói là hai cặp đôi này có rất nhiều kiến thức. Bây giờ thì chúng ta sẽ chuẩn bị bước sang vòng thứ hai của chương trình Vui cùng bố biển mang tên Bố mẹ hợp sức. Đội nào chiến thắng ở vòng này chúng ta sẽ được 20 điểm. Đón xem tập 6 Vui cùng bố biển phát sóng vào lúc 19:30 thứ sáu ngày 16 tháng 6 2023 trên kênh HTV7.